thằng chủ anh cho mở cửa ra. Dễ thương quá, rất là thân thiện các bạn nè. Đó, ok, xin chào tất cả anh chị em, thì mình là Tuấn đây. Và ngày hôm nay Tuấn đang có mặt tại Bình Long. Tuấn đến với một cái quán cà phê thú cưng, sinh vật cảnh. Và hôm nay Tuấn đến đây để Tuấn quay review cho anh chị xem ở trong quán này có bao nhiêu loại thú cưng và gồm những loại nào. Ok, bây giờ mời anh chị em theo chân mình, let's go. Và bây giờ mình đã đi vào bên trong quán các bạn ha. Ở phía bên này thì mình thấy, vừa đi vào thì mình thấy có một cái chuồng, hình như là cái này là bọ ú các bạn. Không biết là phải bọ ú không ha. Ở đây thì rất là nhiều cái loại bọ nè. Cái này thì nó cũng dễ thương, hình như là mới tắm các bạn. Này là thỏ các bạn ha. Cái này mà cuối tuần á mình dắt con mình ra, rồi hoặc là người yêu tới đây uống cà phê, rồi cái mình chơi với thú cưng, rồi mình uống cà phê thì cũng vui các bạn. Cái này thân thiện lắm nè. Ở bên trong thì còn rất là nhiều. Bây giờ mình đi vòng vòng mà dắt các bạn xem ha. Góc bên này cũng có bọ đó nè các bạn. Ở góc bên này nè. Đó. Dễ thương không? Mấy em này thì bị nhốt trong lòng. À ngoài ra ở đây mình còn thấy là sóc bay nè. Sóc bay nè các bạn thấy không? Sóc bay Úc ha. Cái con bên kia hình như là Lucy với mặt trắng. Hồi xưa mình cũng có nuôi cái loại này nè. Mình cũng có nuôi cái loại này. Nhưng mà thời gian sau thì bận quá, mình vừa mới mua lại một con. Ở cái quán này thì khá rộng và mỗi cái góc như vậy thì chủ quán ở đây họ trưng bày một cái loại khác nhau ha. Ở bên đây mình có cái con này tên là gì nhỉ, mình không có thấy tên, mình cũng không rành cái loại này lắm, để một hồi mình kiếm cái bạn nào rành á cái mình dắt đi xem, mình kêu bạn hướng dẫn ha. Cái anh này giống như là con tắc kè dễ thương ha. Ở trên đây thì người ta có để là duy terrarium. Ở cái góc bên này thì người ta làm chuồng để mà nuôi rồng Nam Mỹ đó các bạn. Cũng khá là nhiều loại ha. Mà mình không có rành về cái bộ môn này lắm, thành ra là chỉ biết nó cái màu gì thôi. Ví dụ màu xanh, màu đỏ này nọ thôi đó. Khá là nhiều ha. Cái này á, mấy năm gần đây thì rất là phát triển. Thậm chí là mình đi vào sở thú á, mình cũng có gặp nữa. Nhưng mà ở trong đó thì họ sẽ không chăm tốt bằng như ở đây mình đó, các bạn thấy là người ta nuôi khá là nhiều ha. Thì sẵn ở đây có một bạn nhân viên này để mình nói bạn hướng dẫn anh em mình đi xem những cái loại này cái tên nó là cái gì rồi như thế nào hả bạn ha. Em ơi. Dạ. Ủa anh Tuấn, trời ơi. Hello anh. Đâu đây vậy? Em nay lên chơi nè để coi con siêu phẩm này của anh Hòa nè. Hay vậy ta. Lâu rồi hôm nay lên chơi. Hôm nay tại vì anh rảnh nè, rồi cái đi quay chơi thì cũng có công việc đi gần đây. Dạ. Rồi cái ghé chơi thì tới đây cái vô đây thấy bò sát nè, dễ thương quá. Dạ. Với lại xin giới thiệu các bạn, đây là bạn Dương ha. Nếu mà anh em nào mà có chơi bò sát thì chắc chắn sẽ biết bạn. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là cũng là một cái cơ duyên, ngày xưa bạn cũng có chơi beta cũng khá là lâu rồi. Dạ. Hôm nay thì anh em mình gặp ở đây sẵn thì anh cũng nhờ em hướng dẫn cũng như là chia sẻ kinh nghiệm một số thứ về bò sát ha. Em gắn cái mic giùm anh ha. Thì ở đây anh thấy nó có rất là nhiều, người ta nuôi rất là nhiều cái gọi là rồng Nam Mỹ hả? Dạ đúng rồi. Thì anh thấy nó màu sắc khác nhau thôi chứ chắc nó giống nhau nè. Không, nó mỗi con là mỗi nét đẹp, mỗi con là mỗi dòng khác nhau anh Tuấn. Ồ, mỗi con mỗi dòng khác nhau. Đúng rồi. À. Như con này á là một dòng khác hoàn toàn luôn, nhưng mà nó là một dòng lai. À. Con này là anh Hòa lai tạo nó ra. Ồ. Nó rất là độc đáo luôn, từ một con cự đà hoàng đế, ảnh lai với lại một con rồng Nam Mỹ bình thường. Nhưng mà nó có một cái máu đột biến á. Đó thì nó con này khi mà lớn á, lúc nhỏ nó chưa có đặc biệt lắm đâu, nhưng mà lớn thì nó rất là đẹp luôn. Bởi vậy hôm nay em lên là để quay nó nè, để cho các bạn coi nè. Ô, bây giờ là anh đã thấy nó đẹp rồi đó. Dạ. Con này thì nó lấy được cái màu của một con cự đà hoàng đế, có nghĩa là màu đen. Nhưng mà tổng thể của nó là một con rồng Nam Mỹ. À. Nó độc đáo ở chỗ đó đó. Tức là cái xác là con rồng Nam Mỹ, còn dạ, cái rồi. Màu hình màu nền bên ngoài là đúng rồi. Nhưng mà nó lại có hai cái bú đầu nè, anh thấy không? À, nó sẽ có hai cái bú đầu như con cự đà hoàng đế vậy đó, gọi là cái vương miện á. Nó độc đáo là ở chỗ đó. Con này nó rất là đẹp luôn. Còn như anh thấy là mấy con xung quanh đây chỉ là những con rồng Nam Mỹ bình thường thôi, thì cái màu của nó sẽ không có bằng. Em sợ con này nó nhảy. Đó, thấy nó gật đầu. Đẹp quá. Anh Tuấn thấy thì ở đây nó cũng là rồng Nam Mỹ thôi. Mà có con này thì nó sẽ khác biệt hơn một xíu về cái màu. Đó, thì ở đây là có những con cơ bản nè, là dòng hypo, là dòng đột biến, mức sắc tố đen. Đây thì có mấy con albino.
đó, anh thấy nó đột biến á, là nó sẽ không có màu đen trên người nữa. À, cái vằn đuôi của nó cũng không có luôn. Ô, thường là albino thì mình nghe mình hiểu rằng cái con mắt nó đỏ, mà tụi này thì anh thấy mắt nó cũng không có đỏ nữa. Con này á, thật sự là khi ra nắng anh sẽ thấy anh sẽ thấy con mắt nó sẽ đỏ lên, nhưng mà không quá đỏ đâu. Nhưng mà con này là mắt mờ nha, nó không có rõ như những con này đâu anh, nó mờ vậy đó. À, dạ. Còn những con này thì những dòng gọi là nguyên liệu của anh Hòa đó, nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm. Dạ, những con hybrid biến khác. Dạ đúng rồi, những con lai khác đó. À, hay quá. Tụi này cũng vậy hả? Đây, đây là mấy con cái nè. Con này á là chung bày với con này nè, nhưng mà là con cái là cũng là nguyên liệu rất là xịn của anh Hòa luôn. À, anh thấy ở trong đó là nó đang cào để chuẩn bị đẻ nè. À, đó anh đứng thấy chưa, con đó là được. Con đó là cái đó. Cái hả? Dạ, để anh tụi này là cái mình nuôi chung với nhau được. Đúng rồi, anh để ở trong đó để mà cho nó đẻ đó. À, để cho nó cào ổ, nó làm một cái ổ nó đẻ trứng. Hay quá, anh chủ chắc anh rất là mê bò sát ha. Đúng rồi anh Hòa là anh mê bò sát. Phía bên đây thì cũng là những cái con nguyên liệu ha. Dạ đúng rồi, những con cái không ạ. Nhưng mà nó đơn giản hơn, chứ khi mà nó ra sản phẩm là những con xịn không á. Ồ, đúng là cái gì mình cũng phải chơi, biết các bạn ha. Dạ, nhìn nó cũng sẽ na ná tương tự nhau. Thì anh nghĩ đặc điểm chung tụi này nuôi thì nó cũng giống giống nhau ha. Tại vì anh thấy là nó cũng rau rồi cũng chuồng như vậy thôi. Dạ. Nhưng mà không biết là khi mà mình lai tạo này kia ra thì nó có bị nuôi khác đi không? Hay khó hơn không? Thật sự để mà nói nuôi á thì rất là dễ, tại vì tụi này nó ăn rau thôi anh. Ừ. Nhưng mà cái kỹ thuật chăm để mà lên được một con ví dụ như á, nó rất là khó. Ồ, vậy cần hả? Phải có kinh nghiệm, giống như là thì nó kè nhau á thì nó sẽ lên màu, nó hoặc là nó thì con này cũng vậy. À, khi mà nó kè á nó phát triển lên nữa. À, phải có cái chế độ chăm của nó nữa, chứ không đơn giản là mình cứ cho ăn rồi. Đúng rồi, mình cho ăn không á, mình không kè gì hết thì nó bình thường lắm. À, nó không thể nào mà nó toát lên cái nét đẹp được. Như vậy thì cái nhiệt độ hay là ánh sáng nó có ảnh hưởng nhiều tới con này không? Có anh, tụi này là phải có nắng sáng á. Ừ, rất là quan trọng luôn, là nắng sáng trực tiếp cho nó. À, thì cái màu sắc nó phát triển sẽ đẹp hơn ha. Bên đây là mấy con nhỏ nè anh, những con baby này là cũng là một dòng cao cấp của anh Hòa làm ra nè. À, cái này là size mấy tháng? Size này chắc chỉ tầm rơi vào tầm 3 tháng tuổi thôi. Ba đó, dạ, vẫn còn gọi là baby á. Vậy cái 3 tháng tuổi nó cỡ này, vậy con cỡ kia là bao lâu? Con này đã được tầm gần 2 năm rồi nè. Gần 2 cỡ năm. 2 năm rồi anh. Ồ, vậy là tính từ cái khoảng này nó bự cũng nhanh ra nhỉ? Dạ, nhanh lắm anh. Cũng nhanh. Đây á là dòng gọi là một dòng lớn chậm mà nó còn nhanh cỡ này, chứ còn nếu mà một con rồng Nam Mỹ nó sẽ còn lớn nhanh hơn như vậy nữa. À, phát triển lẹ hơn. Ồ, hay quá các bạn. Từ cái này ha. Lúc này mình biết đẹp xấu chưa ta? Lúc này thì thực sự là chơi lâu mới biết được, chứ còn như mới chơi là sẽ không biết được đâu anh. Nhìn, cũng nhìn nó như những con green iguana vậy, anh thấy không? Ờ. Nhìn những như những con rồng Nam Mỹ bình thường vậy đó. Anh thì anh không rành gì rồng Nam Mỹ lắm, anh nhìn thấy nó cũng na ná nhau. Dạ. Thì ngày xưa em cũng có chơi cá. Anh dạ, anh thì chơi cá tới bây giờ thì cái con cá thì mình thấy nó mềm mại nè, nó uyển chuyển, nó cũng dễ chăm sóc, nó dễ thương. Thì mình cái cách nuôi của anh là anh tương tác với nó. Dạ. Thì nó là một cái thú vui. Dạ, mình sinh sản này nọ. Còn anh không biết là khi mà nuôi những cái con vật mà như những con này đi, thì nó gai góc, nó xù xì, thì không biết là cảm giác nuôi, cảm giác thích của mình nó như thế nào ha? Em cũng không biết nữa, nhưng mà thật sự là em nhìn thấy nó ngầu. Hồi xưa là do là hồi nhỏ là em thích khủng long á. Ừ, em thích mấy cái con vật nó ngầu ngầu với khủng long vậy đó. Thì khi mà tới lớn mà thấy cái con này mà mình dễ tiếp cận được nó đó, nên mình cũng con trai nữa, mình thích mạnh mẽ nữa, thì nuôi những con này nó khá là đặc biệt. Ừ, chẳng hạn nó có từng quá trình vậy đó anh. Nuôi từ từ nó sẽ lên gai góc, rồi body, mặt mũi đồ, nhìn nó ngầu lắm. Ừ, cái về cái bộ môn rồng Nam Mỹ này nè thì anh thấy cũng khá là lâu rồi. Dạ. Và anh cũng nói chung là bây giờ nó cũng khá là rộng rãi, chẳng hạn như là bây giờ mình đi sở thú mình cũng thấy nó nữa. Dạ. Thì anh không biết rằng là cái những cái dòng sau này ha, như là chẳng hạn như những cái dòng em gọi con này là con gì, cũng chưa là hybrid đi ha. Dạ, hay là những dòng lai tạo, thì không biết rằng là cái đã có lai tạo rồi thì không biết cái phong trào mà chơi ở những cái dòng này nè ở Việt Nam mình có lớn mạnh không ta? Rồng Nam Mỹ thì người ta chơi cũng lớn mạnh rồi, nhưng mà cái hybrid này á tới năm nay mới là bắt đầu phát triển rất là mạnh luôn. À, vì chơi một con hybrid á, một con lai á, nó sẽ có nhiều sự khác biệt mà anh không biết trước. Ừ, còn anh chơi một con thuần chủng là anh biết lớn nó như thế nào rồi. À, còn cái này nó sẽ có thay đổi khác. Đúng rồi, một con lai á, khi mà anh nuôi lớn lên á, nó rất là khác biệt luôn. Ừ, đó, giống như là hồi nhỏ anh thấy nó vậy, nhưng mà lớn lên là nó giống như là một con thứ hai vậy đó, hoàn toàn khác nhau luôn. Hay quá, rất là lạ. Yeah, thuần trung bình tuổi thọ tụi này thì mình nuôi được khoảng bao lâu? Tuổi thọ thì trên 15 năm anh. Trên 15 năm. Và bao lâu thì nó sẽ hết đạt?
em cũng không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy là cứ cho nó sung, nó kè, nó vẫn luôn đẹp vậy đó. Chỉ có là cái nét mặt nó già đi thôi, nó không còn phong độ về màu sắc thôi. Nó chậm chạp hơn không? Đúng rồi, nó chậm chạp hơn thôi. Vậy thì khi mà cái độ tuổi khác nhau như vậy thì ăn uống nó có khác nhau không? Em thì chế độ ăn uống thì em luôn khuyên các bạn là càng lớn thì cho ăn ít lại thôi. Không cho nó ăn nhiều. Ủa bây giờ thì em có làm công việc gì không? Em thì phụ giúp gia đình, có công việc riêng, chứ với lại em sẽ chăm sóc thêm mấy con này nữa. À, tức là nó cũng tạo ra thu nhập cho mình ha? Dạ có. Chứ thông thường thì giống như cá cảnh thì tụi anh sinh sản lại tạo ra. Dạ. Rồi mình có thể trao đổi khi nào, thì chắc cái này nó cũng như vậy hả? Đúng rồi anh. Cái này cũng sinh sản rồi giao lưu với nhau vậy đó. À, giao lưu. Nhưng mà em là em không có thiên về sinh sản. Em là muốn đem những cái con của anh em sinh sản tới với mọi người thôi. Em không có thiên về sinh sản. Em là muốn giới thiệu sản phẩm kiểu vậy cho mọi người biết tới cái con này. Rồi phụ kiện, rồi spa này nọ luôn. Đúng rồi anh, đúng rồi. Cũng hay các bạn. Thì sẵn hôm nay thì có em ở đây nè. Dạ. Thì cũng là một khách quen ở đây nè. Thì em dắt anh với các bạn đi tham quan ha. Thì em cũng hay lên quán vài lần rồi, em cũng biết là có những con gì cũng cơ bản thôi. Thì giống như ở đây là anh cho các bạn coi mấy con dê lùng nè. À, những con dê mini dê á. Lùng ha. Nhưng mà lớp lưới cũng hơi khó giờ. Đúng rồi. Dạ để nè, đây anh cũng là chỗ đây anh là Hòa nè. À, anh Hòa, anh Hòa chủ tiệm. Để em kêu anh Hòa kêu nhân viên mở á, vô mình quay mấy con này cho Ồ đây là dê lùng nè các bạn. Mới xin được thành chủ anh cho mở cửa ra. Dễ thương quá. Tụi này là được cái luôn anh mà. Dạ không, phải con cái. À con này là con này hả? Đúng rồi. Vậy thì còn qua ba nó đâu? Tự ba đi vô quán lẩu đi. Quán này nó nhỏ nhỏ giờ vậy đó anh. Ờ. Quậy lắm, con này nó quậy lắm. Dễ thương ha. Thân thiện quá. Ở đây mà anh Hòa nuôi nhiều con như vậy thì cái cách chăm này thì cũng khó khăn ha. Dạ. Cực đó, mỗi con nó mỗi khác nhau. Đúng rồi, bởi vậy anh ảnh thuê nhân viên đó rất là nhiều luôn. Mỗi kiểu mỗi con mỗi cách chăm sóc vậy đó. Cái này ở đây mà may nó chỉ có nhiêu đây thôi chứ còn bự nữa, chắc anh mở cả cái sở thú ha. Này là cái sở thú mini rồi đó. Đây là sở thú này ha. Tôi nghĩ vậy. Bây giờ thì hai anh em mình được anh chủ đặt cách ha, cho đi vào thăm mỗi con. Mình sẽ không vượt mí các bạn biết là con gì ha, để vào mình có cái sự bất ngờ. Đây các bạn. Đó, ngay tại Sài Gòn luôn nha. Ngay tại Sài Gòn. Một quán cà phê rất là con lạc thú đà vị luôn. Đó, nó ra nó xin ăn kìa. Ôi trời. Có cái đồ ăn đó. Dễ thương chưa? Thấy cưng chưa các vô, bạn? Vô nó đá mình không? Con vàng vàng này là con đực hay con cái? Mình đụng đầu nó không sao đúng không? Mình thấy nó phun nước miếng. Phun nước miếng. Ồ, thấy nó phun nước miếng nữa. Đấy em chụp. Rất là thân thiện luôn các bạn ha. Tụi này thì mình không cần phải đi đâu hết, mình ở tại Sài Gòn mình có thể đi tới tham quan tụi nó ha, tại cà phê Bét 91 Bình Long ha. Theo mình được biết á thì bé này á là bé cái nè, còn bé này bé đực nè. Nhưng mà rất là thân thiện mà chưa biết được. À, ở trong kia còn có con dê kìa các bạn. Con dê này nó mùi nó hơi khó chịu nha. Cá cho là một cái luôn. Ồ. Cái con này nó có tên gì khác không? Nó là dê gì? Nó là dê mini. Dê mini hả? À? À là nó cứ như vậy hoài luôn. À, hình như là nó là con đực của cái con lúc nãy. À vậy hả? Đẹp trai quá. Nó có trai nhưng mà nó hơi đặng con này là dễ thương quá. À đây là con đực của chắc là con cha của cái con nhỏ kia luôn hả? Mà sao lại sao nhốt riêng, nó không nhốt ở trong kia? À. Bạn nào mà nhà mà có em nhỏ đó, cái cuối tuần cái dắt tới đây uống cà phê ha, xong rồi cho mấy em ngắm mấy con vật này nè, vừa mình vừa đi uống cà phê giải trí mà mình vừa cho thiếu nhi họ có thể, mấy đứa nhóc có thể chơi với động vật cũng rất là thân thiện các bạn nè. Đó, dễ thương ghê chưa. Lại đây sờ một miếng, cho sờ miếng lông rất là đẹp các bạn. Mình mới phát hiện ra ở trong đây còn có thêm rồng nam Mỹ nữa các bạn.
chung là ở đây khu vực nào mình cũng thấy bét hết á. Không biết là anh chủ ở đây làm sao anh chăm được hết tất cả loại bét ở đây, mà con nào nhìn cũng bé ú tốt nha các bạn. Đặc biệt là anh rất là thích rồng Nam Mỹ, thành ra là rồng Nam Mỹ anh nuôi cũng khá là đẹp. Còn đây là một cái giống mèo tên là Maine Coon các bạn ha. Cái con này thì mình đã có một lần mình tiếp xúc với nó bên bạn Nhện á, thì hôm nay gặp ở đây một con mèo Maine Coon khác. Nhưng mà ở đây đặc biệt là cái con mèo này nó có da phả ha, và nó rất là đẹp, nó rất là đẹp, nó đẹp giống như trên hình trên Google mình thấy á, các bạn thấy không, nó rất là bự ha. Bé này mới được vừa mới được tắm xong. Con này là đực hay mà cái hả? Wow, cái mà nó đẹp như vậy, con đực chắc nó đẹp hơn nữa. Ờ, dễ thương quá. Rất là thân thiện. Bao lâu thì mình tắm nó lần em? Anh thấy tắm rất là lâu luôn á. Ờ, đẹp quá. Ờ, các bạn thấy không? Nó đứng lên nè. Đó, dễ thương. Bây giờ thì bạn nhân viên dắt. À không phải, cái này là toilet. Bên này bạn nhân viên dắt qua đi coi con mèo được các bạn ha. Nay là may mắn là gặp bạn Dương là khách VIP ở đây nè. Thành ra là mình được đi tham quan nhiều nơi. Đó, bây giờ chúng ta đi vào gặp con mèo đực nè. Ủa nó đẹp dã man. Ủa nhớ chân cũng dài lắm mà ta. Để em bế đi. Anh bế nó đi. Thôi để bé nó bế đi được rồi. Mấy cái bạn ở đây bạn thấy anh này được cưng nè, thấy mấy bạn ồn ào lên nè. Nói ngầu ha. Sao con này cái bồn sư tử nó ít tới tận vậy ta. Đây là con đực nè, con Maine Coon đực nè các bạn. Nhưng mà do phải là đực nó màu như vậy không, hay là do là cái loại cái con mèo này nó vậy? Màu nó như vậy thôi chứ không phải là đực. Nó vẫn có màu. À, nó là do cái màu nó như vậy thôi. Cái mặt nó đẹp quá. Bế thử không? Anh Tuấn bế đi. Anh Tuấn bế thử đi, em cầm cái máy cho. Đây bây giờ mình mỏi tay quá hả? Là anh biết nó nặng rồi đó. Ủa sao nó tắt rồi? Nó ngoan lắm các bạn. Nó tắt cái màn hình thôi. À. Cưng quá. Nhà mà không có con nít ha. Làm con bơi bồng gì nè, mỗi ngày bụng ra bồng vô đỡ tập tạ. Nặng không anh? Cũng hơi nặng, nặng hơn con mèo cái kia nãy nhiều. Nè thử không? Chị vô bế luôn, chị vô thử đi. Ngoan lắm, loại này nó chỉ ăn thịt người chứ nó không làm gì hết á. Ngầu ha. Đó, các bạn thấy nó đứng xuống nó rất là ngầu không? Rất là bự không? Nó bự so với con mèo bình thường rất là nhiều luôn. Đồ này nó ăn nhiều không em? Bình thường hả? Ngầu quá. Còn trong đây là cái khu vực mà có nhiều loại cún nè các bạn ha. Thì ở đây thì mấy bạn nhân viên ở đây thì cứ làm suốt á, cứ là phải vệ sinh này kia nè, lúc nào cũng giữ cho tình trạng nó sạch sẽ, như vậy thì chó nó sẽ khỏe hơn. Trong đây là phòng máy lạnh điều hòa luôn các bạn ha. Anh chủ là đặc biệt anh rất là thích động vật thú cưng, thành ra là ảnh lúc nào anh cũng phải là perfect, phải là sạch sẽ đẹp. Và ở dưới đây là con sa môi nữa các bạn, sa môi ha. Cái nó đang bị cái gì đó lông á, thành ra là người ta tỉa lông bớt. Tụi này là bull pháp nè các bạn. Cái con này là bull pháp thôi. Rất là ngoan các bạn. Thân thiện lắm. Nó thấy người cái là nó phóng ra như vậy đó. Nhưng mà nó rất là ngoan, rất là hiền nha. Rất là ngoan. Nhưng mình cũng hạn chế, mình đừng có đụng vào chó nhiều quá, nó sẽ dễ bị bệnh đó các bạn. Bên đây là có cô ghi nè các bạn. Đó. Cái bé rất là dễ thương. Trong đây có hai con mèo mèo rừng châu Phi. Mèo rừng đó hả? Đúng rồi. Mèo rừng mà sao trong đấy? Không, nó nằm sau đây nè. Thường thường á là mình sẽ được coi nó trực tiếp luôn.
nhưng mà nó đang trong quá trình giao phối á, nên hạn chế. Đúng rồi, mình đứng xa xa thôi nè. Nằm trong đây nè anh, quá nhiều không gian thiệt luôn. Nói chung là đi vòng vòng trong đây coi giống như là như cái sở thú anh nè. Hơn sở thú nữa, cảm giác nó đã. Thường thường anh sẽ thả nó ra chơi ngoài đây nè. À thường thì đi ra đây ha. Đúng rồi, đó khu viên của nó nuôi đó đó. Đó. À đó, vậy các bạn đó. Hai con rất là ngầu luôn. Con nghe cái con đi đi này là chắc là con cái ha. Chắc con cái ha. Con kia là con đực ha. Nhìn xa tưởng là con báo không á. Ừ. Đẹp quá. Này mình zoom sát vô được là đẹp quá. Siêu anh lấy máy ảnh lên zoom lại. À, con gì anh cũng nuôi được hết ha. Ừ. Nuôi sinh sản được luôn. Nuôi sinh sản luôn mới đọc. Ở đây có để nè, mèo mèo đồng cỏ châu Phi hả? À? Mèo đồng cỏ châu Phi á. À, là đây là con nhỏ nè, đây là con lớn nè. À, đây là mèo hoang dã phân bố tại châu Phi ha. Cân nặng của nó cũng nhẹ, 9-18 kg. Hay quá, anh có để cái chi tiết về nó để cho mình xem, mình tham quan, mình có thể biết nó là cái gì ha. Mình nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ thực sự hai anh em mình không dám tiếp xúc gần với nó đâu. Đúng rồi, nó khá nó là vồ rất là ghê á. Đây có mấy con bạn mà. Ờ, anh nuôi nhiều thứ quá ha. Đúng rồi. Cái gì đây, cũng có. Cái chỗ này cũng là cái chỗ mà tụi em hay offline á. À, cá cũng có, bò sát cũng có, vạn cũng có luôn. Rất là rộng luôn á. Thỉnh thoảng thì cũng tổ chức offline ở đây. Không gian nó cũng thoải mái, thoáng mát. Rất là thoáng, bên đây có mấy con cá đồ nữa. Hồi đặt là cũng off là hán ở bên đây luôn mà. Có cá nữa. Ồ, rất là nhiều bộ môn ở đây ha. Nhưng mà ở đây ảnh chơi là cá gì ta? Cái con này chắc mấy con Ali á anh. Này chắc Ali à. Không rành lắm. Ali điện quang gì nọ ha. Dạ. Tụi này thì anh cũng không rành lắm. Khu này là hồi đặt dành cho anh em off nè. Ờ, offline ở đây. Dạ, ốc cá đó hồi đó ốc tổ chức ốc La Hán là ở đây nè, thi La Hán cũng ở đây luôn. Ờ, rộng mà hấp dẫn ha. Ô bên đây có con cá gì bự quá. Con này giống con lê cồ mà. Con này em không rành luôn. Anh chắc cũng không rành lắm. Bạn nào rành thì comment cho mình biết ha. Chắc mấy con hồ hoành tráng luôn á. Sống Amazon anh ha. Ô mấy cái này là đá nó ốp luôn nè. Chứ không phải là chanh dán ha. Kỳ công công phu ha. Để đúng mà. Có mấy con này mốt lớn chắc giống con này quá. Đây nè. Đó. Giống không? Nè, chắc chắc nó nè chứ đâu nữa. Ồ chắc nó quá ha. Đây. Ờ chắc nó đó. Nè chắc nó đó, em nhìn là thấy nó rồi đó. Wow. Thôi mà. Sao giờ nó sang nhỏ xíu rồi. Ở đây mà để mà anh mỗi ngày mà tiền mồi, tiền thức ăn, người chăm là cũng phê lắm ha. Đúng rồi. Tốn kém. Rất là mệt luôn. Phải đam mê lắm anh ha. Ừ phải mê lắm. Mình không biết chừng nào mới có một cái cơ ngơi kiểu kiểu như vậy. Lâu lắm rồi. Thì nãy giờ cũng nhờ có em dắt anh em đi vòng vòng. Dạ. Tham quan gì kia nè. Nói chung là ở đây nó có một cái cuốn hút lạ lắm ha. Ừ. Về yêu động vật, yêu thú cưng này nọ mình mới có thể làm được như vậy ha. Dạ. Anh cũng thích một cái cơ ngơi vậy lắm, nhưng mà không biết là khi nào mình mới có. Hai anh em mình chơi với nhau quá. Mơ ước luôn á. Đúng rồi. Này là cái mơ ước của anh em mình á. Thì anh em mình biết nhau chắc cũng phải cỡ gần chục năm rồi. Dạ. Cũng trải qua nhiều cái bộ môn chơi khác nhau. Rồi khi mà em qua cái bộ môn bò sát. Dạ. Thì không biết là trong cái quá trình mình chơi như vậy rồi mình gắn bó với nó tới bây giờ thì có gặp khó khăn gì? Khó anh. Sợ nó mà về cá thì nó cũng dễ. Rồi nó chỉ có một số con nhất định thì nó sẽ khó thôi. Chứ còn bên động vật và bò sát của em thì nó cũng ít khi được ủng hộ lắm. Nên là sợ cũng cố giữ cái đam mê tới giờ thôi. Chứ nó cũng hơi khó, có nhiều vấn đề lắm. Cũng không được hỗ trợ nhiều thứ ha. Dạ, đúng như rồi. Là cá ha. Ví dụ như anh là cá đi. Dạ. Anh là cá đi thì anh thích beta. Dạ. Nhưng mà anh giống như là không có kiến thức nền tảng cơ bản về nuôi cá thì anh cũng có thể nuôi được nhiều loại cá. Là tại sao em lại không có nuôi nhiều thứ hơn mà em lại chỉ có thích cái là rồng Nam Mỹ như vậy thôi? À thì em rất nhiều loại luôn chứ không phải là riêng mà rồng Nam Mỹ. Nhưng mà cái con rồng Nam Mỹ nó đặc biệt một cái là nó ăn rau. À, nó chỉ ăn rau chay thôi đúng không? 100% là ăn rau thôi. À, nhưng mà cái kích thước của nó khi trưởng thành rất là to. À, anh có thể thấy là có con nó lên tới 1.6-1.8 lận. Nhưng mà nó cũng chỉ ăn rau thôi. Còn những con khác thì nó lại ăn thịt, đa số là nó ăn thịt. Ừ. Em cũng đã trải nghiệm và nuôi qua những con đó rồi. Nhưng mà con rồng Nam Mỹ là nó có cái hay riêng của nó nữa. Ừ. Càng chăm nó sẽ càng có nhiều cái lạ. Chứ những con khác thì nó chỉ có một cái như vậy là nó hoài như vậy tới lớn luôn, nó không có thay đổi nhiều như không thay đổi Nam Mỹ. Dạ. Và về tuổi thọ thì nó cũng cao nữa. Dạ đúng rồi, tuổi thọ rồng Nam Mỹ nó tới hơn 15 năm nữa. Ừ. Rất là lâu.
như anh nói, ví dụ như cá đi thì mình tương tác nó, mình cũng thấy nó ngoan, nó hiền lành đi. Nhưng mà ở con rồng Nam Mỹ á, anh chưa chơi bao giờ, nhưng anh cảm giác là nó, khi mà anh hỏi tới nó thì đa phần ai cũng sợ là nó cắn nè, rồi nó cào nè. Thì mấy cái đó thì nó có nguy hiểm lắm không? Con rồng Nam Mỹ khi mà anh nuôi từ một con baby hoặc là một người khác để lại cho mình là nó đã thuần trước rồi, thì nó sẽ không có cái vụ mà cắn hay là tấn công mình. Trừ khi nào mà mình nó vào mùa sinh sản á, thì con nào cũng vậy, vào mùa sinh sản nó sẽ hơi cọc tính chút xíu, thì lúc đó là mình nên hạn chế tiếp xúc với nó thôi. Chứ còn bình thường anh nãy giờ anh cũng thấy là nó rất là ngoan và hiền, không có tấn công mình. Vậy thì không biết là trong bao nhiêu năm chơi như vậy rồi thì em có dự định là tương lai mình sẽ phát triển cái công việc này như thế nào? Thật sự thì hiện tại là em đang nuôi và cùng một số anh em là gìn giữ cái sân chơi này. Và trong tương lai thì em rất là muốn cái sân chơi này sẽ được công nhận để mà nó phát triển hơn nữa tới với mọi người. Và em muốn là mọi người sẽ thấy con bò sát nó không đáng sợ, nó rất là hiền và dễ tương tác, và nó cũng rất là thông minh nữa. Nó không có như mọi người nghĩ là nó đáng sợ đâu. Em mong là nó sẽ được phát triển và được công nhận. Thì theo anh á, là tụi em á là đang là lai tạo, là breeder nè. Dạ. Là gìn giữ nè. Dạ. Mình gọi là bảo tồn cũng đúng. Dạ. Là tại vì mình sinh sản là mình nhân giống ra nó, chứ là mình chia sẻ đam mê, chứ không phải là mình đang làm hại, nguy cấp tới nó. Thành ra là anh cũng nghĩ rằng là trong tương lai hy vọng rằng là mình có một cái sân chơi, một cái nơi để mà dành cho những anh em mà nhân giống, lai tạo, gìn giữ bảo tồn. Dạ. Thì nó vẫn hay hơn là cái chuyện là hiện giờ bây giờ mình đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cái công việc của mình. Thì anh rất là mong trong tương lai mình sẽ có một cái sân chơi, mà trong sân chơi đó là có rất là nhiều anh em đam mê bò sát giống như em. Dạ. Ok, thì cũng cảm ơn Dương vì hôm nay làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ ha. Dạ. Cũng là cơ hội để anh em mình gặp lại nhau. Dạ. Cũng chúc em trong tương lai thì bất cứ công việc gì em thích em làm đều phát triển ha. Dạ. Và hy vọng rằng trong tương lai anh em mình sẽ gặp nhau ở rất là nhiều cái bộ môn khác. Cảm ơn anh Tuấn nha, chúc anh Tuấn cũng phát triển và thành công với những gì mà anh Tuấn muốn. Ok, anh cảm ơn em ha. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào mọi người.